السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. Và câu hỏi thứ ba chúng ta sẽ được hỏi khi chúng ta ở trong ngôi mộ của mình. من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ نبي của chúng ta là ai؟ هو محمد. Đó chính là Muhammad. ابن عبد الله. Con của ông عبد الله. ابن عبد المطلب. Con của ông عبد المطلب. ابن هاشم. Con của Hashim. هاشم من قريش. Hashim chính là người của bộ tộc Quraysh. قريش من العرب. Quraysh đó là bộ tộc Arab. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. عرب chính là con cháu dòng tộc của Nabi Ibrahim và Ismail عليه السلام. نعم. له من العمر 63 سنة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا 63 سنة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سمو جن 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 63 نعم. 40 قبل النبوة. و40 tuổi trước khi Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم nhận thiên khải. و23 نبيا ورسولا. و23 năm đó chính là quãng đời của Nabi của Muhammad trở thành một vị thiên sứ, một vị sứ giả của Allah. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. Và Muhammad chính là một vị Nabi, một vị sứ giả, một vị thiên sứ mà Allah Subhanahu wa Taala lựa chọn. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس. لم يبعث فقط للعرب، لا لكل الخلق. Và Allah Subhanahu wa Taala đã gửi sứ giả Muhammad صلى الله عليه وسلم cho tất cả mọi người, kể cả cho con người hay là cho loài jin. يدعو إلى توحيد الله. Và người kêu gọi đến với tauhid của Allah. يحذر من الشرك. Và người cảnh báo tất cả mọi người về shirk. بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام. Và người tuyên truyền tất cả mọi thứ về Allah Subhanahu wa Taala. دين النبي صلى الله عليه وسلم كمل. لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. Và tôn giáo mà Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم mang lại đó chính là một tôn giáo vô cùng trọn vẹn, vô cùng ổn định và không có bất cứ thứ gì có thể đổi mới được. كل خير فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. كل شر حذر عليه الصلاة والسلام الأمة منه. Tất cả những điều tốt đẹp Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم đã ra lệnh cho những cộng đồng mình làm và tất cả những điều xấu xa tội lỗi thì Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم đã cảnh báo cộng đồng của mình. ولد بمكة. Và người sinh ra ở Mecca. وهاجر إلى المدينة. Và người di cư tới Medina. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس فرضها الله سبحانه وتعالى. Và cuộc hành lễ 5 năm một ngày được ban xuống ở đó. ومات النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق وما يلحق البشر. Và Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم cũng sẽ chết giống như bao người khác.